Em Đồng Thiệp cùng chị Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên vào buổi chiều hôm nay. Rồi, buổi chiều ngày hôm nay thì em nói thật với anh em là rất là nhiều những cái dòng xe mà hiện tại bên đang có mặt bên xe máy Hoàng Kiên. Đặc biệt là một chiếc xe Win đấy. Mới về. Xe sáng sủa đẹp đẽ, ngon lành, sạch sẽ, giá yêu thương vô cùng. Đấy. Hay là Future, hàng máy zin các bác nhá, máy zin sơn zin của một ông anh từ 20 Thái Nguyên vừa mới cập bến Hào Hoàng Kiên ngay buổi trưa ngày hôm nay. Đấy. Những chiếc Spacey bản cửa sổ đăng ký vào 2010, đầu đuôi đều 2010 hết, đều có trong buổi phát sóng này. Đấy, các bác thấy hợp lý không? Và một, rồi. Và một chiếc các bác có thể xem. Tít đời mới. Che rồi. SYM. Đấy, hàng SYM côn tay. Hôm nay có giao dịch với anh Khổng Minh cuối live buổi sáng thì chiều em mới lên sóng kịp được. Rất nhiều anh quan tâm buổi sáng có thể đón xem. Buổi chiều em lên chi tiết chiếc SYM 125 này nhá. Một dàn SH1 các bác thấy tha hồ đủ màu, đức kê có tính toán nhỉ. Đen, xanh, xanh, đỏ đấy anh em chọn màu nào, tí nữa em lên chi tiết từng màu một nhá. Có Dream anh em ạ, Dream buổi sáng phía ngày xa, nay phía thì xa. Lên rất là nhiều Dream. Buổi chiều ngày nay vẫn có Dream cho anh em. Và WA 100 nữa, vẫn có cả WA 100, hàng máy zin nhá, các bác quan tâm đón xem, rất nhiều sản phẩm hấp dẫn và hợp lý đúng không ạ? Rồi mong các anh em chia sẻ giúp em nào. Để những sản phẩm hợp lý, những sản phẩm hợp lý có thể đến được đúng những tay anh em đang cần, những khách hàng đang có một nhu cầu. Một chiếc Win anh em nhá, xe đẹp. Bây giờ xe này là anh em làm 1995. Bác nhớ cho em quả rẻ xịn này. Ơi, em vào kiểm tra cái rẻ các bác nghe tiếng này. Đây. Anh chủ có chia sẻ là đầu tư hết 18 triệu tiền giật, nguyên tiền giật lên đẹp như thế này, 18 triệu. Đấy, hôm nay em có gặp chính tay anh ấy giật, có vài chiếc ảnh mộc của chiếc Zim lúc chưa giật cơ. Anh ấy mua chiếc Zim lúc đầu thì chưa đến 20. Nhưng mà thôi, đấy cả công cả đồ dọn hết lên rồi. Hôm nay giao xe cho các bác là 21 triệu. Win 1995, sáng chưa? Anh em nhìn đầu bò, đồ đạc sáng đúng không ạ? Đấy, bình này. Mới đét anh em ạ. Tóm lại là rồi, căng đét luôn. Là hàng mới luôn nhá. Đấy, vâng. Đúng không ạ? À, anh đồ, em nhìn để chân này hay là cần số đây, cần số thì vẫn còn cần số của Win đấy, rẻ quá, loại rẻ xì lốp xịn hết rồi. Thôi cái này thì theo thời gian thay thế thay mới rồi không sao. Bánh quan trọng bây giờ là nó đang đẹp anh em ạ. Vành oxy chân nan sáng để cái chân nan các bác nhìn này, những cái đồ vào này, ốc này, ốc này đúng không ạ, cụt mạ ni nốc chống dỉ này đấy, ốc này sáng đẹp đúng không ạ, mai ơ này, chân nan vành này đẹp hết rồi, rẻ sau này, đuôi này các bác nhìn đuôi này đấy, đuôi rẻ này đúng không ạ, củ nắp hậu là còn zin nhá, nắp hậu là còn zin nguyên bản vẫn đỏ chói này, Citali này, còn hai nắp sinh nhan gầu gáo thì thôi hàng bác ấy lên loại 11 đúng không ạ? Rồi biển số anh em nhá, biển 29Y5 27337, 21 triệu đồng anh Mr. Đại ạ. 21 triệu anh em nhá. Anh em nhìn chiếc sáng không ạ? Đấy, những cái trục ốc nhá, từ 995. Cái ốc trục này anh em có thể xem bác ấy trẻ chọn đúng loại ốc trục trẻ này, xong bác ấy dọn đẹp lên, ốc xịn xong lại dọn đẹp lên. Đấy, ràng phanh này, chân nan mạ Meyer thụt này, đúng không ạ? Đều rất sáng và đẹp, những cái chi tiết rất nhỏ nhưng để thấy là ông chủ cũng cực kỳ cẩn thận. Đây. Mặt đồng hồ xịn nhá. Đấy, đồng hồ xịn còn khá nhiều đúng không các bác? Hàng xịn Honda đây, mặt đồng hồ xịn. Củ sinh nhan thì thôi hai củ sinh nhan với cả công tác điều khiển vào thôi. Đấy, nghe máy cho các bác nghe. Công sức tâm huyết của một người chủ làm nên những chiếc xe Win đẹp như anh em có thể. Hơi mô bè điện tí. À bé, đúc ra chuyên nghiệp nào. Đấy. Cho đúng đúng người, đúng người anh em nhá. 21 triệu vừa anh em nhá. Mấy vòng rồi. Máy ngon đấy anh em ạ. Anh em nghe máy. Đây cái này thì chủ vừa vào mới đây. Anh Nguyễn Văn Hòa 18 chốt luôn. Mua 18 hơn rồi anh ạ. Cộng lên cho anh một chút thôi, 21 triệu. Vừa chạy mấy vòng xong. Đang hơi bị xin cái mô bè cái ổ khóa này, rất đáng tiếc này. Đấy, nó đang không có điện này, lên đây điện, điện đèn xanh nhá, bật lên thì đèn mo xanh nó phải sáng này. Đấy, em chỉnh lại này. Rồi, đây. Tí nữa em xử lý cho cái đuôi ổ khóa một chút để anh em ngon lành. Bật lên thì đèn xanh nó sáng, giận phát chạm nổ luôn. Đấy. Anh em nghe máy đây. Sướng ạ. Chắc cảm giác như anh em nhìn lái cái tay cổ phút, hàng nó xịn, nó chắc chắn nó sướng. Đấy. Bình quốc. 21 triệu. Đúng rồi. Thôi tóm lại là anh em biết rồi, những chiếc xe giật, giật như Thiệp vừa nói với anh em đấy ạ. Giật chủ cũ đang báo là giật là 18 triệu đồng. Nguyên tiền công đấy. Chủ giật. Đúng rồi. Em là gặp trực tiếp anh ấy đến, anh ấy cũng bảo là thực ra là nếu anh định bán thì anh không giật đâu. Nhưng mà do nhiều người tư vấn là giật để đi, nên anh ấy bỏ ra 18 triệu để giật để xác định đi đấy. Anh nhưng mà cuối cùng này. Ra là tính ra là bán bằng tiền giật, xe cho không. Đúng rồi, trao đổi ấy, 18 mấy rồi thì thôi, về tay anh em nào có quan tâm thì
21 triệu. Hàng nghe máy sướng không? Các bác nghe sướng không? Đấy. Ổ khóa thì đồng hồ thì xịn, ổ khóa thì là thay rồi, nhưng mà thay do cái đuôi ổ khóa nó tiếp điện hơi kém. Đấy, nó phải có đèn như này thì nó mới nổ ngon. Viền khoa, vành khoa này. Hàng này thì lên rồi, nhưng mà nhìn nó sáng luôn ạ. Cái bộ rè này, các bác nhìn cái rè này. Cái rè có cái nắp đậy. Là hàng zin thì không có mấy đâu anh em ạ. Bây giờ hàng zin mà như thế này anh em phải xác định cho em 70-80 triệu. Hiểm lắm. Thế này vâng, là anh Trung Kiên. Vừa tiền. 19 triệu em cọc trước 5 triệu mai em ra lấy anh Trung đô la. Anh nhớ nhá, hàng nó là cục trước. Ố lên anh ạ. Ngon. Chế cháo nó khô, nhiều các bác mua phải một vài cái win chảy xăng lè phè, các bác chắc là cũng không lạ gì cái đằng chế kim này rất hay bị. Đây anh ấy dọn cẩn thận lên rồi. Đấy, từ chế, từ đồ nó sáng, hình hài nó ngon. Đấy, Xuân Hải, 19 triệu chốt. Rồi, ngon lắm, em vừa làm mấy vòng rồi, em chạy thử mà. Đấy, xong mới mua các bạn, ngon lắm. Navic, Prigo, Navic em còn, Prigo thì không còn nhá. Rồi, 21 triệu, biển 29I5-27337. Ôi là biển cũng gánh này, anh em quay lại cái vòng biển. Nghe lại tiếng của em. Gặp quả biển. Sáng có quả future 6336 thì bán rồi. Chiều có quả win 7337 thì anh em nào đúng tầm ngắm thì chốt cho em nhá. Future nail hiện tại em không còn con future nail nào anh em ạ. Lên luôn con future này đi em. 1-1 luôn này. Rồi, hàng future 1 nhá. Máy zin luôn. Đấy. Hàng máy zin các bác ạ. Sơn các anh em nhìn này. Con 3663 đấy là có khách lấy rồi. Có anh yêu rồi. Đúng rồi. Nâng cao cái mắt lên, nâng cao cái con đấy thì chia sẻ với các bác, thứ nhất là chính chủ, thứ hai là biển đẹp thì em mua thì để cho các bác đúng nhu cầu. Nhưng mà chất lượng các bác nhá, để chất lượng máy. Nó kéo xuống này nó bị hàng nó là xứng đáng luôn. Đây các bác nghe này. Từ cái để chân này, các bác nhìn cái để chân chủ này. Đúng không ạ? Win 21 triệu anh ạ. Anh em đẹp chân đầu bò, nó quay đầu bò. Đầu bò máy zin anh em ạ, máy zin nhá, đầu bò máy zin đấy. Vành bánh tam nan còn đây, các bác nhìn chân nan này đúng không ạ, chân nan nó xuống đúng theo năm tháng luôn. Khiêm Vũ độc trục này 21 em ơi, vuông đét luôn 21 nhá. Hàng Goxi, các bác nhìn vành Goxi này không có gì xét đoạn nào, máy chính xác là đang nổ anh em nhá, máy vẫn đang nổ đây, em phải nói thật sự là sờ vào mới phát hiện được ra. Anh em nhìn cả đầu bò thì thầm mùa xuân, gọi là thì thầm mùa xuân. Như là máy bác nào đang có nhu cầu tìm thì chờ một cái đồ sần này, anh em nhìn này, nguyên bản này. Đồ sần sơn nhựa này, zin theo xe này. Bô NF Goxi là bô xịn rồi, bô xịn. Anh ấy có bảo là bô này xịn nhưng anh ấy là lắp mới chứ không phải bô theo xe từ đâu. Anh em chia sẻ mua mới này, anh bảo mua 1,4 triệu thì anh em nào, em thì nhớ có 1,1-1,2 triệu thôi, nhưng anh bảo mua 1,4 triệu thì chắc trên đấy mua đắt hơn. Đẹp xịn này, đẹp zin nhá, đẹp zin theo xe, thụt thò trục giật đều nguyên bản hết. Các bác nhìn cái bát mayer này, hay chân lan vành sau này, cả vành sau đều liền lạc hết. Biển 20 anh em ạ. Hiện tại là biển 20F8-2476, xe rút hồ sơ thoải mái anh em nhá. Nhưng những cái dòng này thì anh em miền Nam mà thích thôi, biển tỉnh em khuyến cáo rút hồ sơ, ví dụ như con Ban Sáng này em không khuyến cáo vì biển đẹp rồi đấy, được chưa, zin hết này zin anh em nhìn nhá, đồ đạc nguyên bản của xe, các cái ốc đây con đấy 21 anh ạ, ốc này. Đấy, các bác thấy không, chốt luôn nguyên hết luôn này, đồ đẹp đều đúng không ạ. Đấy, sơn này, cái sơn nhựa chiếc này sơn vào máy thì không thể chê được rồi, vẫn đang nổ anh em. Đây. Hộp xích là hộp xích mới, đây hộp xích mới các bác nhìn. Anh Ngọc Anh, máy zin anh ơi. Máy zin anh nhá. Máy con này zin ạ. Máy zin sơn zin luôn cho các bác chơi. Đấy, máy thút tha thút. Quay luôn cái mặt trên này, hiện tại xe vừa mới về anh em nhá. Tiền vẫn còn theo xe. Chưa dọn, chưa rửa gì đâu. Hiện tại anh em nhìn này đấy, anh em nhìn này nó vẫn còn bẩn bẩn. Không có thể là anh em trong cái live này mọi người nhìn thấy nó hơi bẩn bẩn một tí. Thế nhưng mà máy còn zin, sơn còn zin, mới mua về tại cửa hàng anh em nhìn. Rất là đẹp anh em nhá. Đấy, mỗi một tí cái mặt trên này nó cái này không phải, cái này là dán một cái gì đó vào xong bây giờ chưa tẩy hết thôi, chưa tẩy hết cái này tẩy rất là sơn đẹp. Zin rất đều xe các bác ạ, đây là hàng zin chứ bây giờ mình thay mới rất dễ, nhưng thay nó không cùng màu so với xe. Xe đẹp mà anh, xe ngon đấy. Đây mà là hàng, các bác nhìn này, những cái tem này đúng không ạ, nhìn cái yếm này đấy, rất sướng. Và cái đồ sần này, cái đồ sần này anh em thấy đúng không ạ, máy nổ suốt trong lúc thời gian em và chị Dung lên like nhá. Giá anh em quan tâm 18 triệu 800, 18 triệu 800 cho chiếc Future 1 máy zin sơn zin. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ giúp em nhá. Từ đầu bò, từ sơn nhựa và từ máy cực kỳ chất lượng, nhũ nhã đồ đều sướng. Mặt pha kính anh em yêu này, máy trông nó căng, cái mặt cái mũi pha kính trông nó đẹp, máy ngon lắm. Đấy, các bạn nhìn đồ sáng, đồ nhựa nhũ mà nguyên zin anh em, nhựa tam nan. Vâng, theo thời gian đến tận bây giờ thì không thể tránh khỏi được đời 1999. Nhờ các anh em chia sẻ giúp em để các bác ở xa, ở gần, ở các khu vực không cần đến biển rồi.
chú tâm quan tâm đến biển thì cứ chốt cho em. Đây một lần nữa trên mặt để anh em thấy cái độ khít của cái dòng Future 1, các anh em nhìn thấy đúng không ạ? Đi viền tay em chỉ này, nó khít như này mà đang nổ cái độ rung của đầu gần như bằng không luôn, anh em thấy không ạ? Đấy, nó êm, các cái phím đồ này nó đẹp đều. Đây là thật sự chia sẻ là một chiếc Future 1 yên là vẫn còn nguyên bản đây các bác nhá. Đấy, rất nhiều các bác chơi Future 1 thoải mái nha anh Thành Trung ơi. Với cái giá tiền hợp lý thì đừng bỏ qua sản phẩm này, cực kỳ phù hợp với cái tầm kinh tế của anh em mình, 18.800.000 đúng không ạ? Way Zim có rất nhiều nhưng Future 1 nó là một cái gì đấy huyền thoại, nó là một cái gì đấy hàng máy Thái, mà hàng này máy Thái các bác không lạ gì rồi. Đấy, xin nhan vàng các bạn. Nếu mà anh em mà muốn rút cái dòng này mà rút ngay lập tức thì không thể lấy được trong ngày, trong 1-2 ngày đâu. Anh em xác định cho em trong vòng 2 tháng quay đầu đấy. Anh em miền Nam thì anh em biết rồi, rút hồ sơ nó rất là chắc chắn là phải yêu cầu rút hồ sơ, thường là thế, em thấy trong Nam miền các bác Nam yêu cầu thì cao lắm. Hầu như là rút hồ sơ là chính, nhưng dòng này rút hồ sơ thoải mái mọi người nhá. Đúng rồi. Đấy, anh em miền tỉnh có thể rút hồ sơ về tỉnh mình đăng ký, tại vì quan trọng cái xe này nó ok, nó đẹp. Đấy, khuyến cáo bọn em là những dòng này anh em muốn đi lâu bền thì ok, chuyển sang mình chính chủ tên mình được. Mà giá không yêu thương đúng không ạ? Giá rất yêu thương nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều. Anh Giang Nguyễn có du đẹp, tí nữa em lên du anh nhá. Vâng. Rồi, anh Đào Nguyễn Tuấn Anh, The Dream. Tí nữa em lên The Dream, hình thức chi tiết con Win. Online gửi cho bạn anh Nguyễn Thực nhá. Anh Nguyễn Văn Hòa tiến chốt Win. Anh ơi liên hệ trực tiếp với số hotline bên em để chốt nha anh nhá. Bạn có xe nào tầm 3-4 triệu không? Vậy anh Nguyễn Tùng, 3-4 triệu này anh có thể lấy cho em xe thường Attila. Là mấy chiếc xe ga Kubo hoặc xe số thì hàng gọi là khổ khổ. Được. Cân đối thì bác cứ lên cho em tầm 5-7 triệu để lấy một con Jupiter Sirius. Rút hồ sơ mất bao lâu? Anh em phải xác định cho em tầm khoảng 1-2 tháng. Đúng rồi. Cụ đấy, thể thì bên kế toán họ sẽ thông báo bên online, sẽ báo chi tiết cho anh em chính anh xác. Anh Cường nhá. Vâng. Future thay hộp xích và bô rồi à. Mới anh nhá, hàng xịn. Em đồng ý là vào, nhưng vào là vào hàng xịn Honda. Cây thông già. NF100. Cái xe 135 em có anh Trần Tùng ơi. AB2019 em có luôn bản LED nha anh em nhá. Con Future vừa rồi ấy là sơn zin máy zin, bô thì đã được vào bô mới, bô zin. Vâng. Không phải là bô để bô tàu bô tân hoa đâu ạ. Đấy. Đấy, anh em nào thích rồi, thì mọi người anh có thể vào cái bô chốt. Nó thật, vâng, nó sướng. Nó cái quan trọng nhất. Anh bảo triệu tư cái bô đấy em đúng thì rồi, cũng không cái, cập nhật ra. Cái quan trọng nhất là cái máy nó còn nguyên zin, bô nó còn rất là cứng cáp. Tất cả mọi thứ nó đều liền lạc, nó không bị cong vênh xô lệch và nó không bị nó màu nó khập khênh với nhau. Chính xác. Đấy, nó đều. Xem ra là quan trọng nhất là nó đều. Phí mất khoảng bao nhiêu tiền? Anh xe đấy thì rút hồ sơ anh em xác định cho em tầm. Bây giờ em sợ lên rồi chị ạ. Bây giờ phải lên trên dưới 3 triệu. Thậm chí là có mấy 3 triệu em phải chia sẻ các bác rút theo nghị định. Anh Cường nhá. Cao nữa, 4 triệu. Đấy, còn rút bình thường thì nó có thể là trên dưới 3 triệu. Con vừa xong là 18.8, Future 1 đời đầu, máy zin, sơn zin. Vâng. Vâng, có cái bô thì theo thời gian 1999 nhưng giờ nó hay bị cục bô thì anh em thay nó là bình thường anh em ạ. Thôi anh ấy lên bô xịn, nó vâng, không quá khác biệt màu đâu, anh em có thể xem đây ảnh, nó cũng là tương xứng với cái xe vâng đều thôi ạ, không có Vision vấn đề. 20 triệu có anh dạ vâng Thành Long nhá. Đây, quay 100 anh em thấy thế nào? Chiếc này kéo nhược điểm là em thấy quả bô tân hoa hơi phí, thực ra máy của đây, tay phanh dài xe 2016. Quay 100 đời chót, đầu bò 4 ốc, máy nguyên. Đây là những cái mà em muốn nhấn mạnh. Gọi là nhược ưu điểm, đúng ạ? Chân nan vành bánh càng còn, nhược điểm thì là Meyer có tỉa này đúng không ạ, ra máy có tỉa, bô vào tân hoa đấy, để các bác xác định luôn. Tức ơi, lấy mũ bảo hiểm cho anh. Đây một chiếc Future 1 buổi sáng live ông anh 3663 giao lưu rồi nhá. Anh thấy máy ok không anh? Máy ok không? Chắc không? Đấy. Ông anh đi con xe này, nếu mà em đang khuyên anh ý là nếu mà bình thường thì bây giờ hiện tại là xe của chủ đi một chủ từ đầu đang giá ni lông thì em khuyên anh ấy làm và một bộ nhựa mới đúng không anh? Anh cứ đóng cho em bộ mới, xe đồ nó còn cứng cáp cực kỳ luôn rồi, nó đẹp. Quan trọng một chủ từ đầu, đứng sang tên anh nhá. Hà Nội đứng sang tên, tỉnh thì anh có thể về sang tên được. Còn là mình là ở đây không cần. Ok, cảm ơn anh rất là anh nhiều. Anh vẫn rất ủng hộ Hoàng Kiên thường xuyên. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Và cũng rất nhiều các khách hàng trên live đều đang ủng hộ và đều tài lộc lộc tài anh em nhá. Đấy, có chiếc xe cho anh lên đường. Có chị đang hỏi xếp duyệt mà. Anh về nhá. Vâng ạ, cảm ơn anh. Ừ. Rồi Future bao nhiêu? Future đấy là 18.8 anh Đức Nguyễn ơi. Cho xem lại chiếc Win đấy thì anh em đầu like rồi, Đức bê mâm bê đi mất rồi anh em ạ. Con đấy là 21 triệu đồng. Rồi một chiếc xe vừa xong giới thiệu con này đang đang giới thiệu dở đúng không? Rồi, chính xác. Máy zin nhá, em vẫn nhắc lại một chút anh em thông cảm, máy zin đời 2016 càng còn Meyer có tỉa, chân nan vành còn zin. Sơn hình thôi cho phép em spa qua rồi. Ra máy có tỉa, đây tem xịn này, nhựa xịn này. Đấy.
hộp xích nguyên bản này, càng 2016 này các bác này, chân nan vành bánh mai ơ sao còn đúng không ạ, điển 36 rồi, 36B547656 anh em ạ, đời 2016 đây anh em này. Bô nó biết bị mất quả bô Tân Hòa, nhưng anh em này là vào quả Oppo che đi để cho nó mất cái chữ Tân Hòa, nhưng mà thôi bọn em thì nghe tiếng nó đã biết ngay rồi anh em ạ, càng vẫn còn nguyên zin anh em nhá. À, ra máy thì có được bắn tỉa đấy, được 14 cái là triệu. Vâng, được cái hợp là lý không nhỉ, các bác nào thích tín đồ của Way 100 máy zin đời chót thì đây anh 14 triệu. 14 triệu anh ơi, bô Tân Hòa nó có cái hay các bác, nghe tiếng nó giòn, nó tan, nó không như cái bô vòi 26 chuẩn, nó lại êm hơn, gọn gàng hơn. Bô này thì đỡ phải móc đấy, nhờ các bác chơi 2543 rồi bô quay thì cứ đi móc ra phải bạch chơi luôn. Và bô Tân Hòa này em thấy rẻ mà lại không phải đến mất công móc, chỉ vài con AB đời hợp lý không ạ, hàng đẹp vuông vắn ngon lành hết lên, động cơ thì zin, máy 100 giá 14 triệu phải 10, thật sự chia 14 sẻ, triệu anh em nhé. 2016 nó chỉ duy nhất là biển tỉnh thôi, còn con này nếu là biển Hà Nội thì anh em xác định cho em tầm 16 triệu đấy, 15,5-16 triệu, 14 triệu đồng anh em nhá, 2016. Rồi anh xa quê, anh gái đất tổ, anh tất cả những anh em nào đang tìm mua chiếc GX đây có luôn đây anh em ạ. GX bản vành đúc phanh đĩa cho em nhé mọi người nhá. Bản tem này là tem nổi anh em này, bản cao cấp nhất. Đấy, bản sport bản cao cấp nhất. Hai GX bản vành đúc phanh đĩa. Vâng, hàng FI phun xăng điện tử. Vâng. Bản này anh em chạy dịch vụ công nghệ thì đừng bỏ qua. Nó bền, nó lành, nó tiết kiệm xăng. Vâng. Rồi, nó hợp lý gần, cho các bác chạy kiếm tiền về, chính xác là kiếm tiền về. Đời thì 2017 các bác nhá. Ừ. Giá tiền thì chia sẻ luôn anh em mình quan tâm là 14 triệu thôi. Đấy, hàng Way A cũng 14 các bác thấy, mà GSX cũng 14. Mới về. Vâng, mới về. Chưa làm gì hết. Đây này, chủ đi bị long mất bị một cái chốt này, mà long chốt này. Lẫy ở đây nó có đấy, một cái lẫy gấp vào và một cái chốt đính lại, nó đang bị bong mất cái chốt này. Nên em sẽ xử lý ngon lành cho các bác nhé. Anh ơi, Windows Live 21 máy triệu nguyên, này anh Tử ơi. Máy nguyên động, ra máy zin. Hàng đồ càng vành Meyer đây, đều theo xe. Tem nổi các bác nhá. Sơn sần, phụt đỏ. Đấy. Rồi. Bản tem nổi anh em nhá, biển thì biển 11, biển Cao Bằng. Anh em mà lù rồi còn không quan trọng đâu. Đúng quan rồi. Trọng nhất là những kiếm dòng xe này. Hàng rồi, biển 11B122867 anh em nhá. Giá thành cũng vừa phải cho anh em một chiếc đời 2017 bản FI kim phun điện tử mọi người ạ. Phanh đúc phanh đĩa bản cao cấp ạ. Giá thành thì đây công tơ chặn 2.8 chuẩn anh em này. Em vẫn để nguyên đấy, chưa vừa mới mua về vẫn còn mộc mạc. Hợp lý kinh tế đấy các bác ạ. Vì hàng này chạy dịch vụ nó rất là lành, nó tiết kiệm xăng là em báo rồi vì nó có phun xăng điện tử. Mà thêm nữa là cái khung sườn của nó nguyên cũng độ chắc chắn. Máy nguyên bản, sơn cũng đang zin, một vài vết xước, vết vỡ thì em vừa tả rất kỹ ở trên hình đây, nhưng mặt chị Dung có tả rồi. Chân yếm cũng tả rồi. Thì thôi, cái phần đấy thì sẽ nằm ở bộ phận dọn xe sau. Rồi. Giá cho anh em mình 14 triệu. 14 sẽ triệu có đồng. Nhiều bác chọn những chiếc này hơn là Way A, đúng không ạ? Đúng rồi. Way A thì đi chơi thôi, đi đẹp thôi, thanh niên thôi, còn đi làm đi ăn kiếm tiền cứ phải giờ đấy, nó lành lắm. Mà mua mới cũng phải chia trong sẻ khỏe quán. 25 triệu chưa đăng ký, đúng không ạ? Anh Trung Thành đang bảo là SH160 CBS biển tỉnh chạy 8.000 km chị mua được bao nhiêu? Dưới 90 rồi anh nhá. Đấy, vâng, sáng nay em cũng Thành đã Trung có giao lưu một chiếc màu xi măng bên em đời 23 em bán 89. Không dễ đâu anh. Anh Nguyễn Quản Gia anh báo về xe 34567 là xe gì đấy anh? Quay 2016 bao nhiêu? Vâng. Bên mình mua Xai 2013 côn tay máy zin chính chủ. Có anh ơi, biển tỉnh được anh. Quay 2016 vừa rồi là 14 triệu. 14 triệu. Bạn có xe tầm 5 triệu không vậy cho mình xem với anh Nguyễn Tùng. Thực ra là quay 5 gì nhỉ? Xe 5 triệu thì anh em có con Mio. Trước có con Classico Ultimo ấy, cũng đấy, là còn những không? Cái hàng Jupiter, những số những cái hàng Jupiter đời đầu. Hoặc là xe số đời đầu, đầu thôi anh em ạ. Thì mình lấy tầm 5 triệu nó là xe hãng rồi. Đấy, một là Honda, hai là Yamaha, ba là Suzuki. Hoặc anh em lấy con gì nhỉ? Con HZT ấy. Thì nó giá thành nó vừa phải mà nó là xe hãng, có tốn xăng hơn một xíu mọi người. Anh Ly, anh Tâm, bán trả góp anh ơi, phải cho em xem ảnh anh nhá. Nhưng mà hàng dọn thì chia sẻ với anh nó tầm dưới 25 đổ lại thôi anh ạ. Anh Vinh Nguyễn không tìm thấy chủ cũ có rút được, rút theo nghị định được anh cho anh Vinh Nguyễn nhá. Nghị định thì nó đắt, thông tư đấy, theo thông tư em lại quên mất số rồi, không nhớ được. Nhưng nó mất hơi nhiều tiền và thời gian chờ đợi hơi lâu. Mất 90 ngày thì phải, em nhớ như vậy. Thông rồi, là, cảm ơn các bác rất nhiều. Hồ sơ thì cũng không thể nói bằng mồm mà là tôi phải chính khẳng định cả, từng ngày, xác. từng ngày tháng được anh em ạ. Nếu khi anh em đã quyết định
sang tên đổi chủ thì mọi người cũng cố gắng cân đối cho em. Đó. Có thể nó chậm đó. Đi tầm khoảng 1 tuần, 2 tuần. Đấy, có thể là 15 ngày. Vâng. Đôi khi là nó báo với em 2 tháng nhưng nhiều khi có tháng là đã ra rồi. Đấy, tùy từng tỉnh một anh em nhé. Con Win vừa xong là 21 triệu nha anh. Em thấy có nhá. Một anh đặt cọc rồi đấy ạ. Thế chắc anh em phải quan tâm đến những chiếc Win khác. Vâng, cọc chưa? Và những chiếc xe tiếp theo. Vâng. Đấy, chiếc Win vừa rồi có một anh đã cọc rồi. Mà chốt tiền rồi, hạ tiền rồi. Chốt tiền rồi, xuống rồi. Thôi, cảm ơn anh. Anh nhá. Vâng, cảm ơn một anh đã đẹp like đã gì nhỉ? Đã cọc em Win đầu like rồi. Spacey. Anh em thấy được không? Hay gọi với nhau là cửa sổ pha còn nguyên TOB. Đây là cái hàng chữ khắc nổi chìm bên trong này. Anh em nhìn đấy, xinh nhan này, đồ này, còn nguyên bản. Cái nước sơn này, được không các bác? Nhìn nước sơn này, quay này. Thực ra nếu mà chiếc này về thì em mà bác nào có điều kiện thì lên dán lại cái quay này. Một cái màu trắng sữa nữa thì cực đẹp, nó cực đều sáng, cộng với dọn đồ sần. Đấy là hai nhược điểm duy nhất của xe nằm ở hạng mục hình thức. Nên các bác có thể đầu tư dọn dẹp bất cứ lúc nào nếu mình muốn, đúng không ạ? Đây là đăng ký đầu đuôi đều 2010, biển 30B anh em nhá. Hàng Spacey nhập khẩu, anh em nhìn qua cái phần sơn vẫn được dán ni lông đẹp không ạ? Tem xịn của xe có nhiều lên anh ạ. Có cái quay ấy, thì đây nó sang một cái màu này thì anh em cần thì mình có thể dán lại, không đáng đúng không ạ? Ra máy vẫn zin, đồ nhũ này, nhựa sắt chi này đều còn ok hết, nắp hậu xi nhan vẫn còn. Đây. Em có mà em bảo em có AB 2019 mà anh Thanh Hùng ơi. Biển đây nhá các bác nhá. À 2023 em có, em bỏng lên nhân viên ra rồi. Cho em một xíu. Chưa dọn dẹp gì, máy vẫn đang nổ suốt trong lúc live đây. Nhược điểm thứ hai của xe nó là nằm ở cái phần sân. Thì thôi 5 tháng từ những năm 2010 đến giờ, 2X đến giờ thì nó hơi lâu, nó không thể tránh được. Vừa mới mua, mộc mạc chia sẻ 18 triệu 500. Bác nào quan tâm hàng Spacey mà cái giá này dành cho biển Hà Nội lên cửa sổ ngon lành rồi thì em nghĩ cũng không có gì là khó khăn cho anh em cả, đúng không ạ? Nhất là các cô, các chị thích hình hài đẹp đẽ, sáng sủa, máy ngon. Đấy. Có về thì mình dọn thêm cái phần quay, cần thì dán, sần thì nếu sơn nhà em làm ở nhà cũng được, nó không khó, cái sần sơn rất dễ thôi. Nên là dù tùy các bác quyết định. Một chiếc của sau ngon lành lắm, chạy thích chất, đúng không ạ? 18 triệu 500 dành cho một chiếc Spacey nhập khẩu. Cũng cửa sổ ngon lành hết rồi, đúng không ạ? Sơn xi đây, cái phần sơn nhựa này là nó còn đẹp. Đang dán ni lông đấy nhá, không phải bóc luôn. Các bác cứ để nguyên bản như này cho em. Dọn rửa qua là nó sáng trắng luôn đấy ạ. Đẹp đều như này mà. Cái tay nắm này vẫn còn zin này. Phím bấm công tắc các đồ này, đồ sần là còn nguyên, tem gáy vẫn còn đấy. Nhưng mà nó bạc một chút thì thôi, nếu mà cần thì mình có thể sơn dọn lên là xong, đúng không ạ? 18 triệu 500. Xe nhập anh em nhá, xe này là xe nhập ạ. Đúng rồi. Không phải xe Trung Quốc đâu. Xe Trung Quốc thì không bao giờ có cái giá tầm đấy rồi. Trung Quốc anh em cứ xác định cho em đời này bây giờ cứ tầm khoảng 5-6 triệu, 4-5 triệu. Đúng rồi. Xe chất hay là không chất thôi. AB ES 150 ABS ok anh bán bò nhiều lắm. Thực ra là hiện tại là ES dưới tầng em rất là nhiều luôn. Nó đang xây dựng nên là một số xe SH là đang phải di chuyển xuống dưới hầm. Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ em ở 52 Chùa Cầu Giấy Hà Nội nha anh em nhé. Bên mình mua size 135 côn tay chạy 8 vạn. Máy zin xe chính chủ giá tầm bao nhiêu? Nếu căng chất thì anh cứ xác định tầm trên dưới 10 tí. Đấy, trên dưới 10 tùy chất lượng hình ảnh em sẽ báo cụ thể. Con xe đấy là đời 20 đăng ký 2010. Đầu đuôi đều 2010 hết anh nhá. Đấy, lần đầu lần sau đều 2010 cả. Chứ đấy. Giá V1 hợp lý đẹp, anh mua được bao nhiêu? Anh nói thế thì nó rất là khó cho em, anh én shop anh phải nói là xe gì? V1 mà phải cho phép em nhìn xe một chút. Cho em cái biển. Hai là cho em đời xe. Đấy, chị báo giá thế em rất là khó. Chị ơi cho em xem con Dream Việt anh đỉnh đắt. Vừa xong có Dream Việt chờ em xíu em lên cho. Lên những em mà hiện tại đang có mặt tại cái sẵn mặt ở đây rồi. Xong Đức bên bơm báo rồi cho chị AB 2023. Nó thông dụng lắm đây này các bác này, Vision 2019 2020. Rồi. Trong những giờ này thì hàng này là hàng mà các bác hỏi nhiều mà đi nhiều. Tại vì chạy nó côn số nó ngọt 2019. Xe nó lại nhỏ, lại nhẹ, lại gọn mà côn ngon, hai khóa đầy đủ. Đấy, về ngọt ngào, chất lượng thì Vision gần như đứng đầu trong bảng xe ga. Em phải khẳng định, máy 110, êm ái nhẹ nhàng, động cơ của Honda, hàng có 96kg, nhẹ như Dream luôn. Thế các bác thấy có hợp lý không? Các chị em thấy có hợp lý không? Quá nhỏ, gọn, nhẹ, đúng không ạ? Vâng, form dáng đẹp anh em nhá. Màu thì màu đen sần. Củ phanh đỏ, tay sách đỏ, tem đỏ, biển 291.
77849 nên là giá nó như biển tỉnh thôi đấy. Nó mất cái đuôi 49 thì giá thành cho một chiếc máy zin sơn zin tem gáy còn nguyên, cổ vô vẫn chưa sơn, các bác nhìn gầm đây, gầm để chân đều còn sơn xi zin hết, càng vành đều theo xe, pha sinh nhan vẫn còn sáng quắc. 26.500.000 chìa khóa còn cả đôi anh em nhá, 26.500.000 của anh em nào quan tâm ạ. Bản này thì anh em biết rồi, form giá dáng đẹp như biển tỉnh, em phải khẳng định nếu là Hà Nội thì phải tầm 285 đến 29 chắc chắn rồi, với những chiếc Vision 2019-20 đẹp thế này đấy. Nhưng hôm nay em bán còn 265, đơn giản là nó vướng cái biển đuôi 49 thì em đã chia sẻ giá xuống rất sâu, nên mong các bác cũng coi như là không quá tập trung về biển đúng không ạ. Qua chọn xe chất mà giá hợp lý cứ liên hệ cho em. Mình V1 biển 21 đời 2017 anh mua được bao nhiêu ạ? Chắc là tầm khoảng trên dưới 13 anh nhá. Vâng, giá đấy thôi anh ạ. Vì những chiếc V1 thì tại nó vì cũng là biển tỉnh có giá chung ạ. Hết rồi. Quan trọng là xe hiện tại chất lượng thế nào? 8 vạn là chính chủ, chắc chính chủ tên anh đúng không? 8 vạn thì em sợ là đây còn con số 12 thôi chứ không ra được 13 đâu anh ạ. Vâng, con này thì nó là form dáng đẹp anh em nhá. Rất là nhiều anh em thích, chị em thích form dáng này. Chính xác. Đấy. Giá đắt rất thì yêu thương. Anh em lại chọn cho em đời mới. Form dáng nó khác đời này một xíu, hoặc anh em cố gắng cân đối lấy đời thấp hơn. Chút em sẽ đưa lên đời thấp hơn, giá thành thì tầm khoảng 10 mấy triệu thôi là có nha anh em nhé. Còn rồi, con này thì 265 nó là đời cuối cùng của dòng Vision form đời đời quan đẹp, trọng đời là đời đẹp. Bản đặc biệt anh em ạ, bản rồi này là bản đắt nhất đấy ạ. Rồi một chiếc xe 2010 giá tình yêu thương anh em ạ, vừa mới về sáng tuần. Vâng, mới về con này, mới về anh em ạ. Nó là Leaf nha anh em nhá, một chiếc xe Leaf bản vành thường đời 2010 đây, bằng be. Chưa dọn dẹp gì thì nó có một chút nứt vỡ đấy anh em ạ. Đấy, nứt vỡ. Lít động cơ 110, hàng có phun xăng điện tử. Được cái đồ sần này, anh em nhìn cái đồ không sần. Không có anh xin ngần ơi. Inbox trực tiếp cho anh em Trần Việt Thái nhá. Anh nhìn đồ sần nguyên bản, đeo gáy còn zin. Inbox trực tiếp cho em ạ. Đúng ạ, tay nắm vẫn còn zin. Bạn chưa chân chống điện. Đồ sần yên vẫn theo xe. Sơn mua thực ra này bọn em mua của chủ mà, nên là nó còn xước vỡ thì thôi, nó là thực tế. Bác cùng xem, máy vẫn đang nổ nhá, máy vẫn đang nổ. Rồi, một biển số 30N10532 2010 thôi chưa dọn anh em nhá. Hàng này là mộc mạc nguyên zin. Để cho anh em 9.500.000 chưa dọn dẹp gì. Đấy, giá coi như để giao lưu cho các bác thợ lấy về dọn bán vẫn ok. Xem em càng định bỏ ra dăm 300.000 nữa là làm đẹp lên là đồ sần rất là đẹp anh em nhìn. Đồ sần trước này, tay tập lại bán 11-12 được zin anh em nhá, tay nắm zin này, tím zin này, độ sần zin, công tơ chạy hơn 3 vạn chuẩn anh em nhá. Đời 2010 anh em nhìn tím em, tay cầm này, tay cầm nguyên zin anh em nhá. Đấy, quan tay cầm nguyên zin, nhưng mà thôi con này thì nếu mà về tay anh em hoặc về tay em thì em cũng sẽ xử lý em thay, thì thôi nó cũng theo thời gian, nó cũng xấu nó nát, nó cũng gọi là te tua rồi anh em ạ. Được cái tay nắm vẫn còn nguyên zin, tên tay phanh nguyên zin anh em ạ, độ sần đẹp. Đây, cốp rộng bản ninja cho anh chị em nhá, gọi là ninja lit. Đúng rồi, 9.500.000 chưa bao dọn cho em mọi người ạ. Bao dọn cho em chắc mà tấp khoảng 700 nữa. Em nghĩ là tầm đấy thôi, tại vì nó cũng không có quá nhiều, như là thụt khả năng là mất cái thụt sau nữa, nên là con số dọn phải lên tầm 700-800.000 đấy. Thụt sau hơi yếu nhá, thụt trước được, còn lại phần sơn xi thì mất một chút nhựa bên này. Nhựa chung thì em nghĩ là được, máy được, giá 9.500.000. Đấy, các bác nào mà cần chiếc xe lít anh em rộng, vâng, ít tiền có dọn con này thì mình cũng có thể báo dọn tầm khoảng hơn 10 triệu một xíu, thành 10 triệu vài mấy trăm. Nó vẫn rất là vừa vặn vì biển Hà Nội các bác ạ, lít 110, hàng vàng be màu nó cũng đẹp, giá thành em nghĩ cũng phù hợp rồi. Đấy. Rồi, nhiều các bác hỏi AB thì đây, Đức vừa ra ngay một chiếc AB. Rồi. Bản mới nhất nhá, bản này anh em hay gọi với nhau là bản 4 van hay là bản máy mới, máy AB cộng. Đấy, đây các bác có thể xem tổng quan này. Toàn bộ phần sơn xi là zin, để nhà em đợt này đang xây dựng nên nó hơi bụi anh em nhá, chứ bụi thôi, cái này rửa xong là đẹp, không cần phải đánh xi đánh sẩm gì. Lốp vẫn theo xe này, vành đĩa càng còn nguyên bản. Đấy, các bác nhìn sơn này, AB đây anh em ạ, 2023 đây anh ơi. AB anh em nhá, bản màu xanh tím cho em, đời 2023. Form dáng mới đấy, hôm nãy có anh em nào hỏi, anh Thành Trung đang hỏi em là con AB 2010 hiện tại là xe nhà em nó có đang thi trong công trường, đang thi công nó hơi bẩn. Đây, mong tất cả anh chị em cứ yên tâm về chất lượng bên Hoàng Kiên mọi người nha, sần đẹp này. Biển 29D264530. Đấy, rồi, giá là 38.500.000, xe của 2022. Chia sẻ với bác đây là máy mới nhất
của dòng Honda, máy 4 van đảm bảo cho bác chạy ở những giải 40 km cực kỳ bốc và thốc. Máy nó gọi là máy mới mà nó cũng có những cái công nghệ tính năng cực kỳ ưu việt cho người sử dụng. Đây, hàng này thì cốp rộng nhá, có sạc trong cốp đầy đủ cho các bác, đèn chiếu cốp có đủ hết. Khóa Honda 38.500.000. Rồi, 38.500.000. Xe lướt mà, dòng này thì đúng là các bác. Chị ơi, SH125 đời 2019-2020 giờ khoảng bao nhiêu? 2019-2020 khác nhau anh em ạ. Vâng. Form 2019 bản S2 tầng, đều form 2020 hơn là form mới. Nói chung là dưới 70 là các bác đã sử dụng được những cái bản đấy rồi, cả hai bản. Rồi, giá là 385 chiếc này nhá. Hàng lướt có 8.000 cây thôi. Thì nên bác nào thích những chiếc xe lướt biển Hà Nội thì cứ liên hệ cho em. Mẫu 2022 và 2023 thì nó giống hệt nhau, như hình thôi, không khác gì cả. Giá thành thì em vừa trao đổi rồi, 38.500.000. Rồi, Dream lúc trưa 55.000.000 có mua được không? Bán ra bao nhiêu tiền? Con đấy là em bán ra xe của anh Khương đúng không ạ? Anh Khương đồ có khách cọc rồi anh ạ. Vâng, 59.000.000 đấy. Cũng có những anh em đã cọc. Buổi sáng hôm nay thì được rất nhiều các anh em quan tâm ủng hộ. Nên là những sản phẩm buổi sáng là được các anh em cũng đã chốt cọc rất là nhanh. Tuy cũng không phải ngay thời gian live, nhưng sau đó một thời gian đấy, thì những bác đang trên mặt, có mặt trên live cũng có thể chia sẻ giúp em. Vì trong lúc này anh em có thể chưa chốt, nhưng mà sau thời gian về sau anh em xem chiều hoặc tối anh em thấy hợp lý có thể chốt thì những sản phẩm em nghĩ cũng rất là phù hợp trong buổi live chiều này. Ok anh Diện, anh inbox trực tiếp cho bên em đi. Các bạn inbox trực tiếp cho anh Diện này đi để mình mua của anh con xe ấy. Con xe Dream 1997. Thích lắm anh em ạ, cứ xe đẹp là bọn em thích thôi. Rồi. Cảm ơn anh Bùi Thanh nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em vào cho em xin nút chia sẻ mọi người cho rực rỡ lên cái. 26.500.000 chiếc lít này anh em thấy có rẻ không? Ơi, đèn LED 2 tầng 26.500.000. Bản đèn LED 2 tầng và bản này người ta hay gọi là bản đắt nhất của lít. Mình báo 125. Rồi mà, anh Trung Thành báo rồi mà. Vành càng đã được lên Sport đấy, SH lên, Avalanche lên, bây giờ lít họ cũng lên theo, nhìn nó khỏe khoắn hơn đúng không ạ? Sơn này, gầm này, đồ này đều nguyên bản. Động cơ 125, cốp rộng, máy là EB, đấy, hàng cũng xịn sò. Em đến rồi. Từ Phú Thọ. Anh em dừng khọ đồi chè anh em ạ. 19F135878. Đấy, biển thì biển Tiến anh em nhé, màu thì màu vàng be. Đấy, mà tay sách cũng được lên Sport rồi. Anh em một vòng cho cô bên này. Cốp tiếc rộng, siêu đẹp. Rộng nhỉ? Siêu rộng lại còn đẹp nữa. Đấy, vừa rộng sần, vừa lại vừa đẹp, lại còn đồ ra nó lại còn cứng cáp. Giá thì có 265. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ ngay giúp em. Vì với cái giá này em chia sẻ nhé, nó là bản không tắt được đèn. Và là bản đèn LED. Đấy, hàng khóa Smart Key thông minh. Đấy, lên Sport hết ngon lành lên rồi. Tổng thành vẫn chỉ 265. Đấy, đây là các bác với cái phân khúc hơn 20 chọn xe ga thì em tư vấn lít nó là gần không có bác nữ ấy, các bác nữ ấy thì lít không thể bỏ qua được vì nó bền, nó lành. Thứ nhất nó bền, thứ hai là cốp rộng. Nó phù hợp với các chị em có con nhỏ, có mình có phương tiện mình đi lại, ví dụ như bọn em đi là đồ đạc nó nhiều lắm ạ, không như các anh đàn ông đâu. Bọn em nào là đồ đạc nào áo chống nắng, mũ bảo hiểm rồi đồ trang tư cá nhân. Đấy, anh em bỏ hết ở trong cốp xe này là ngon lành cành đào. Mọi người nhá, giấy anh em nào quan tâm cho em con xe biển Phú Thọ, đúng biển đúng tỉnh. Nhờ các bác chia sẻ để những anh chị em ở Phú Thọ có thể đón em nó về được với giá 265. Em khẳng định đây là một cái giá dành cho bản lít đèn LED. Mới đăng ký toàn bốn mấy các bác ạ, sấp xỉ 47, 48 cơ, không rẻ vì lít mà nó là đứng giá và đây là bản đắt nhất nữa cơ. Nãy em bận không nghe rõ được, được thì em qua luôn đi Trung Thành ơi. Vâng. Trung Thành muốn bán con SH160 CBS 2023 chạy 8.000 cây biển tỉnh. Đúng rồi, Trung Thành qua 52 nhá, vào trực tiếp cửa hàng để được gặp gặp anh Kiên luôn. Anh Kiên. Đúng rồi, anh Kiên đang ở dưới để mua bán đấy. Trung Thành có thể qua trực tiếp bên chị gặp anh Kiên từ giờ đến tối, anh Kiên đang ở đây. Đây làm chiếc Wolfur này trước ạ. Ừ. Wolfur, hàng SYM, full tay 125. Dáng dấp dáng thấy có đẹp. Anh nào anh ấy nhiệt tình chiếc này lắm đây, anh ấy yêu rồi đấy mà anh biết ấy... là sao anh ấy nhiều khi không, bây giờ tại, nhiều tại vì em biết vì sao không dạ. Tại vì lúc đấy chưa mua được à, nếu mà mua được thì em nghĩ là anh em đã chốt con này sợ rồi. Bây giờ nhiều anh giá em lại cứ yêu xong lại bỏ thương. Yêu xong lại không bỏ. Chưa em này chưa được ai yêu à, con này là chưa có người yêu, chưa có người yêu anh em ạ. Xe này là đang bắt đầu tìm người yêu, bật chế độ tìm người yêu. Đầu tiên nó là đề ngon lành rất ngọt ngào. Lai là caramel đưa vào cái vị trí tầm nhìn của người lái đây, đứng đằng này để nhìn vào cái phần này các bác ạ. Quả hai đồng hồ rời nhìn đây, quay gần vào đây nhìn thấy mặt đồng hồ này. Đấy, các bác nhìn thấy thích không ạ? Đây
nhìn nó là viền mạn inox, đồng hồ số cổ điển rất là đẳng cấp. Hiện đại bây giờ nó là điện tử, là LCD, nhưng mà em thấy nhiều các bác còn không khoái bằng cái hệ thống cơ này cơ, đúng không ạ? Hai quả đồng hồ rời đấy, bật lên này anh em nhìn, bật này, bật đèn sáng này, đấy, nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Đấy là về thiết kế giao diện. Đấy, còn thứ hai nó là bản côn tay 125, nó rất nhẹ nhàng thôi. Đấy, đấy anh em nhìn hợp lý đấy. Dành cho lại gọi là anh em nào thích chơi chơi mọi người ạ. Côn tay chơi chơi sáng thì thầm mùa xuân với anh Minh Khổng Minh mà không được, không thành công. Hà Nội, Hà Nội đầy đủ, túi da hàng da xịn đấy các bác ạ. Quả da này là túi da xịn đấy. Quả da này là da theo xe đấy, đặt theo xe đấy chứ không phải là hàng chợ rơi đâu. Em nhìn thấy trông cũng chắc chắn lắm, da xịn này sẵn có luôn nhá. Yên áo này các bác nhìn này, SYM sim hàng xịn này. Đấy, bộ đồ. Đấy, anh em nhìn này. Trục giật đồ đạc Meyer ốc này, rất đặc thù của SYM hàng. Nhìn vẫn còn xịn sò, tem vẫn còn zin này, lốc máy SYM sim này. Đúng không ạ? Đấy, hàng máy đứng thì không tránh được rồi. Máy đứng thì nghe ok. Đấy, tiếng nó tạch tạch rất thích. Nhiều các bác lại thích. GD này, GZ này, rất nhiều dòng máy đứng này nó đều có cái tiếng này. Đúng không ạ? Bình này, đó là hàng zin mà, zin đấy nhá các bác nhá, hàng zin này. Đấy, số khung này. Vành càng Meyer đằng trước này, đều đồ không ạ? Đấy, quả bàn đèn pha này. Công Kiên. Đây. Yêu dương gì tầm sáng nay anh Khổng Minh là cũng giao dịch cả buổi sáng rồi nhưng mà cũng cò ra kéo xẻ đấy, mãi mới xong được. Thì tôi đã xong rồi. Thì anh em nào có nhu cầu quan tâm thì bên em đang để ra cho các khách hàng là 14 triệu chiếc gọi là SIM 125. Đấy, anh em cứ gọi như thế cho nó dễ. Còn thực tên ra, đây tên đầy đủ của nó thì mình gọi là Wolfo. Đấy, đây WOL và phở. Wolfo. Đấy, gọi là Wolfo. Won thì này không phải won thì lại mất chữ F. Hơi khó đọc anh em ạ. Bây giờ thôi em biết là nó là con côn tay. Này, xem cái giao diện này. Đấy, cái mặt mũi nó rất đẹp. Vừa mới mua. Nhìn quả inox này anh em nhìn thấy đây, nó là hàng chống rỉ các bác ạ. Từ cái viền này nhá, từ các con ốc này để nắng mưa được, tức là chịu nắng mưa được, nó chống rỉ chống nước. Rất thích luôn cái pha này, đồ này. Đấy, nó liền lạc như thế này mà cái càng này các bác nhìn này, cái rè này. Có Mậu Tùng ơi, có bán đấy. Các bác ạ, nhá. Lại thích hay xe vừa nổ rồi, ngon lành. Mậu Tùng thích triệu. Thì để cho. Đấy, bác con nào này... thích những chiếc cổ. Còn cái hộp đằng thùng đằng sau nữa cơ, cái lúc này đúng ra là phải còn cái thùng đằng sau nữa. Đấy, nó tròi ra một tí. Tóm lại là trường, phượt, có anh em nào mà biết xe này thì gọi là tên là cái gì không? Tên nó là con tên nó là con gì không ạ? Em thì em chẳng biết con, bây giờ là, em chỉ biết nó là SIM. SYM. Bao đấy. Nhiêu? 14 triệu. Vâng. 14 triệu đồng anh em nhá, một em SIM. Rồi. Thôi tóm lại máy là con đá. Anh em nhìn máy này, máy SIM này, sen san sen này, đây nó có san sen Taiwan này. Đấy, hàng mô tô san sen mai mô tô. Nó có cùng sản xuất những cái dòng HT đằng sau đấy ạ, cũng san sen hàng Hookie. SIM này sản xuất côn tay thì khá nhiều, khá mạnh luôn. Những cái dòng kể cả Galaxy cũng là ở SIM, rồi Star cũng là dòng SIM. Em thấy bán rất là chạy. Quay tầm 5 triệu không còn bạn ơi, không, hiện tại quay tầm 5 triệu không 14 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ giúp em nhá. Cho một chiếc SIM côn tay 125 này. Em đi đâu mà anh không thấy em đây, em đi đây, em đợi đâu đâu. Vẫn ở đây từ nãy đến giờ anh ơi. Từ sáng đến giờ vẫn ở đây anh, chờ trục anh đây. Để anh Mậu Tùng, trục để anh Mậu Tùng, anh quân kênh. Đâu, anh ấy đang bảo xe của chị. Anh Mậu Tùng đang hỏi xe của chị đi. Xe của chị cà à? Cà phê còn nâu. Xe Vision chị Dung bán, chị Dung là xe... Đâu, xe chị Dung Cusi. Là xe Cusi, giờ con Cusi qua thiệt còn bảo là xe đi sướng thế. Chất chị ạ, tên nghe là sướng, Cusi, anh em nghe thấy Cusi thì đâu, nghe còn nó đi đâu rồi, xe đẹp lắm, em đi xe đẹp, vâng. Em lại thay, em lại bán, bây giờ em lại bán. Chị đang định đổi Cusi sang chiếc SIM vừa rồi đấy anh em, xem tư vấn có là bí không, nhưng mà mặc váy này ngồi côn tay mà có quả 2-3 lô mấy thùng đằng sau. Vision chất, của em thì à. Em bán lâu rồi. Con vâng. Vision màu bé bé là em bán rồi, em cũng không có điên lắm anh em ạ. Nhiều khi em thích là em mua, em thích là em bán. Không, nhưng mình buôn xe mà. Nhiều khi mình phải trải nghiệm. Trải nghiệm. Sau tư vấn khách hàng nó nét. Nhưng phải nói thật là cái con Cusi đấy đi rất là hay. Đúng rồi. Nó, đi phố là chuẩn bài. Nó, đúng rồi, nó đi phố nó rất là ok mà. Hay nữa là hiện tại thị trường nó không có nhiều. Em thích đi cái loại độc chứ còn lại Wave Vision đầy. Rồi anh em nhá, xe Scopy Nhật à? Scopy Nhật hiện tại em không còn con nào anh ạ. Còn liên doanh đây ạ. Hàng xưa Scopy Nhật thì chia sẻ với các bác là đa số là xe không giấy. Thành ra là không giấy thì bên em này không được. Anh có nhập. Con Po của xe Blade không ạ? Em có bán đồ đâu anh. Đúng rồi, em không bán thể, đồ em giới anh nhỉ. Lên chợ rời đầy anh ạ, lên cứ lên chợ rời không thiếu. Lên chợ rời không thiếu các dòng xe anh ạ.
Vespa đấy bao nhiêu anh Hải Phòng? Đi yêu thương 2017. Vô cùng anh ơi, em cũng bất ngờ với giá chiếc Vespa này có 10.500.000. Thật không thể tin được, Vespa LX3V mà dọn dẹp xong rồi 10.500.000. Wow, quá rẻ luôn các bác ạ. Nguyên tiền sơn nhá, tiền dọn của chiếc Vespa LX là 1,5 củ. Đấy em phải chia sẻ. Thụt trước này 5-700. Đấy chưa nói đến những cái đồ kèm theo công cán thợ thuyền vào, mà tổng thành ra cho các bác bây giờ cả dọn đẹp, thụt trước thụt sau ngon lành. Đây đề đóm ngon lành hết. 10.500.000. Rẻ thế này các bác không mua thì mua cái gì đúng không ạ? Bản máy 3V nhá, em phải chia sẻ đây là máy 3V. Hàng chính hãng của Piaggio, toàn bộ từ logo, từ đèn hậu, xi nhan, tất cả đều là của đời bao nhiêu? 2013 anh em ạ. Đấy, nhược điểm mất biển tỉnh xa. Đấy em chia sẻ, cộng với cái màu, màu này thì chắc là sẽ bị đánh điểm thợ trừ. Thì thôi, hai cái nhược điểm đấy thì các bác nào có vượt qua được thì đến với em nó 10.500.000. Có anh Quân Kênh ạ, có anh Kiên vừa đang đẹp, đang ở mua bán chảnh. Sau thế bờ ngay sau chút sẽ lên, các bác đợi một chút. Đấy, ấy các chị em nữ mà các chị các cô chung chung tuổi một tí thì màu này nó lại càng phù hợp luôn các cô ạ. Ngực nở mông cong rồi, dáng đẹp, giá này cũng 10.500.000, vừa đi ăn đi làm đi chơi em thấy cực kỳ phù hợp, giải quyết phương tiện đi lại là quá ok rồi, mà giá tiền thì rất phù hợp. Bản này là bản 3V, nó cũng là những dòng tiết kiệm xăng. Đấy, chi phí sửa chữa thì em cũng đã dọn dẹp bảo hành xong rồi, nên các bác gần như cũng chả phải đầu tư gì thêm nữa, về đổ xăng lăn bánh chạy thoải mái ngon lành. Từ những cái chóa pha này các bác nhìn không này, anh Trâm Trần ạ, không anh ạ, logo này đều ngon lành hết, tem mác đầy đủ hết đúng không ạ, vẫn chỉ có 10.500.000, rất phù hợp đúng không ạ. Vâng, anh TikTok anh có thể ao ra, quay tập trung rồi. Anh có thể ao ra xong bắt đầu là anh vào lại cho em là được. Tại vì là hiện tại là em đã live trên đa nền tảng nên làm ra cái mic nó hơi bị, có cái nó bị sung. Vâng. Nhưng mà có cái nó em thấy là hiện tại là em thấy anh em cũng không có ý kiến gì và em nghe em vẫn thấy ok. Anh có thể ao ra vào lại giúp em nhé anh nhá. Rồi anh có 50cc không? Anh có anh nhá, xe liên doanh được không anh? Nhưng hàng thực ra em các bác lấy xe liên doanh thì cứ chơi hàng liên doanh Trung Quốc cho em được. Lấy xe 50 nó rẻ, mà các cháu đi cùng lắm thì 2-3 lứa thì cũng 5-10 năm là hết, mỗi lứa 3 năm đúng không ạ, là mình lại đổi thanh lý dòng dòng khác, nó vẫn ok. Nhiều lên nam ạ, quá, không lãng, nó lãng phí. Rồi mình tiếp theo mình sẽ làm một con tem zin các bạn, bộ đội, bộ gọi là hàn bản dàn di limited tem khói, bọn em hay gọi là tem khói, ở đây nó như hơi xương khói đẹp các bạn cực nhìn luôn. Đấy, nó là hàng zin toàn bộ sơn nhá, động cơ nguyên bản, ra máy để chân để cần số đều còn theo xe. Từ tay sách, từ đồ, đuôi đều liền lạc zin hết. Đấy, nhược điểm mất biển hơi xa Hà Nội một chút. Nhưng còn lại bô này, máy đều nguyên zin. Nghe nghe máy này. Giá tình yêu thương anh em ạ. Giá tình yêu thôi, biển 72 anh em nhá. Biển 72 K1 473 55. 72 là Vũng Tàu à? 73 mới là Vũng Tàu ạ. 72 là ở... Anh em chờ em xíu nhá. Hiện tại là... À, con này giá thành em nghĩ là hợp tình hợp lý thôi. Anh em nào đúng biển đúng tỉnh có thể liên hệ trực tiếp với bên em mọi người nhá. Rút hồ sơ cũng được, thoải mái luôn. 72 là Vũng Tàu à? Vũng Bà Tàu Địa Vũng Tàu. Vâng. Đúng anh em, 72 Vũng Tàu mọi người nhỉ. Em thì tưởng 73. Vâng. 72 Vũng Tàu, Vũng Tàu. Xa quá nên dạ khó biết. Nhưng mà quan trọng là xe. Đấy, thứ nhất là xe các bác ạ, zin từ sơn tem đồ này. Các bác nhìn đồ này, đẹp không ạ? Vành. Đúng đẹp, rồi, cảm ơn anh Nguyễn Phong. Đúng rồi ạ, Vũng Tàu. Nhiều khi lâu lâu mới làm được con, nhiều khi là cũng nhớ mang máng thôi anh em ạ. Đấy. Được cái này, con này máy còn ngon lắm. Chưa dọn dẹp thì nhá, thôi em cứ để 18 triệu. Đấy, nếu mà có dọn dẹp thì anh em cộng sau. Còn hàng mộc này, 18 triệu rẻ như quay. Mà nhớ cho em nó là bản tem khói, là bản đắt nhất ở năm 2017-18. Không, Lâm Đồng là 49 chứ, làm sao mà Lâm Đồng 2017 các bác nhá. Tem Nhung Hồng, Nhung. Ờ, 2017 lốp này cho sinh viên, lốp này thay rồi. Được anh Đặng Hưng ạ. Gì? Em nhìn thấy đẹp đúng không ạ? 18 triệu thôi, chưa dọn dẹp gì, xe chạy chuẩn 4 vạn. Đấy là báo cáo của anh như thế, từ 2017 đến giờ. Chị hát rồi anh em chạy hết. Bị chắn rồi con, lại bị chắn mic dưới rồi. Những bác nào đúng Bà Rịa Vũng Tàu thì đón em về giúp em. Còn không thì những anh em cứ quan trọng xe chất, giá rẻ thì đến với 72, biển 72 xe tơ, giá 18 triệu, chưa có dọn dẹp gì. Hiện tại máy nguyên sơn nguyên, các bác có thể nghe này. Tí nữa lại ra quán chị Dung hát nhá, Thắng Đinh nhá, xe máy Thắng Đinh. Những cái đồ sần này, tay nắm này, cùi này đều còn zin hết. Đồ các bác nhìn 18 triệu. Đúng rồi. Dạ, anh Nguyễn Hạnh. Vâng, chào anh, chào tất cả mọi người.
Đấy, rồi 50, 150 cho lên đường 150. Tiếp theo, vâng, xe Jeep. Mẫu xe mà em thấy giai đoạn này cũng bán rất chạy vì giá thành nó rẻ, toàn dưới 10 triệu những chiếc Jeep, các bác thấy có hợp lý không? Vừa xong con kia đời 2017 anh Tùng 10 triệu vào việc cũng được. Cái bà quản lý bán xe của TikTok hay của shop chán quá, chả thèm tiếp khách. Không phải đâu anh TikTok ạ, tại vì là nói thật ra là em bảo rồi, trong cái thời gian mà bên em giới thiệu sản phẩm thì Thiệp đã giới thiệu sản phẩm rồi, cũng không thể nào bọn em cứ chen vào đá được. Nhau có. Được nên là tất cả anh em phải thông cảm. Sau cái giới thiệu sản phẩm xong, bọn em sẽ đọc giá và bọn em sẽ đọc những cái comment của anh em mọi người nhé. Nếu Yama, không kịp đội online sẽ gửi Cusilic chưa có con đi ạ. Cusilic chưa anh? Có Cusi của chị Dung rồi. Anh Nguyễn Trung có con mốt con Cusi của em đi. Không lướt được đâu, hàng đấy nó chỉ 2011, 2012 là kịch rồi. 2011 anh ạ, xe của em đang đi, xe đẹp lắm nhưng mà cao, có 17 triệu 500 thôi ạ. Anh Nguyễn Anh, hello, vâng, hello anh Nguyễn Anh. Chào tất cả các bác, mong các bác chia sẻ giúp em nào. Nhiều sản phẩm vẫn đằng sau. Bị anh Dung Ngô chốt 17, 18 anh ạ, hàng nó đẹp từ sơn, tem cho đến đồ, đến máy. Anh có thể kiểm tra nếu anh cần xem chi tiết. Không dễ gì tìm những chiếc 2017 đến giờ mà đẹp đều đến vậy đâu. Còn về biển thì thôi, chắc cũng sẽ có những anh em cần biển đấy, gần biển đấy anh em chốt, được không ạ? Hà Nội đây, đời 2013 em vẫn nhớ chiếc này. Jeep 29C1 này. 2013 giá có 9 triệu 8 thôi, biển Hà Nội, xe Jeep 9 triệu 800 nghìn. Dọn dẹp xong xuôi, ngon lành cho các chị em thích xe đẹp mà có dáng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đi phố đi ngõ nhỏ. Rồi ok, được chưa anh Tần Tuấn Trần ơi? Nó có một cái nét đẹp rất là nhìn trông rất baby đúng không ạ? Mà vẫn đẹp sang. Kẹp như thế nào để nguyên như thế không? 2013, biển Hà Nội. Đây, mua ở Topcom, các bác có thể kiểm tra. Mua Topcom thì thường là đắt đấy, nhưng mà xe này nó đã đắt rồi. Mà bây giờ nó còn 9 triệu 800 nghìn. 9 triệu 800 nghìn nhá. Yên vẫn còn theo xe. 2013. Dọn rồi à? Dọn rồi chị ạ. Rồi. Hình hai đã được ngon lành, dọn hết rồi. Chắc là côn bảo dưỡng lại bảo dưỡng thôi. Lại thực ra cái côn dòng của xe Piaggio nó bé. Không tránh khỏi đâu anh không em ạ. Bảo dưỡng ơi, chị tí côn này đi em. Báo đặc luôn. Đặc biệt của Jeep nhá, là một trong những dòng xe nó có thiết kế cả cái thang yên ngồi. Côn đích côn cao, anh ạ. Thấp, anh mình có thể ngồi lên. Anh ơi. Đây này em nổ luôn cho anh này. Đúng rồi anh ạ. Thực ra bên em sẽ vừa bán ra sản phẩm, vừa giới thiệu lại sản phẩm và cũng kiểm tra luôn để cho anh em con nào cần xử lý luôn cho này, con này ghi luôn vào cho chị. 29C1 anh em nhá, 23120. Rồi. Jeep. Jeep này nó là Jeep Lao. Đề nó vẫn tiếp tục có tiếng xoạch xoạch. Đây anh em, hiện tại để nổ không là ok đúng không ạ? Đây còn ga lên xong bắt đầu nhả lại cho cái tiếng côn hồi. Đấy, bắt đầu nó cộc 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 đấy. Ga đuổi ạ, các bác ga một tràng thì không bị. Nhả ra ga kéo lại thì nó sẽ có tiếng gõ của côn. Đấy thì mình bảo dưỡng lại thì nó sẽ hết được thôi. Bên em sẽ xử lý không đâu vấn đề em. Gì đâu nhá. Đây các cái sinh nhan, cái nhựa này đều ngon lành hết. Thụt trước thụt sau bên em cũng đã kiểm tra rồi. 9 triệu 8 thôi. Nên các chị em nào thích xe nhỏ nhỏ xinh xinh thì liên hệ chốt chiếc đấy giúp em. Kiên ra like đi để anh chốt em. Anh... em like mới Thiệp like mà anh không chốt được à, mà anh cứ phải để cho anh Kiên anh chốt. Anh thích chiếc nào em lên em tả chi tiết để anh chốt luôn nào. Đi, rồi. Đi đời 2021 giá khoảng bao nhiêu shop? Anh quân kênh hợp lý, đúng rồi anh ạ, giá đấy là rất hợp lý anh ạ. Tầm khoảng trên 3 anh em ạ. Way, tiếp tục sẽ là Way, hàng mà các bác hỏi rất nhiều đây. Chiếc là Way Blade thì không biết anh em có quan tâm không. Mẫu Blade này là mẫu đắt nhất các anh em nhé, vành đúc, phanh đĩa, tem nổi. Đây là sơn sần, tem nổi đây, chiếc Blade nổi này, thụt đỏ này, da máy này, máy này, còn nguyên bản hết. Tem này là tem zin các bác nhé, tem zin không dán ni lông. Đây cái bựa báng để chân này anh em, để chân này. Hộp xích này. Còn nguyên bản hết. Way Black anh em ạ, Way Black biển Từ Liêm 29L5 53903. Bản tem nổi anh em nhá, vành đúc phanh đĩa, bô vẫn còn nguyên zin anh em ạ, chưa phải thay thế đâu ạ, chưa bị bọ, chưa bị móp méo. Thụt vẫn còn nguyên zin, thụt đỏ, da máy nguyên zin. Ốc trục cũng đẹp, vẫn còn đẹp anh em nhá, tem mác vẫn còn nguyên zin này. Đây là những sản phẩm mà hiện tại em tả luôn trực tiếp tại cửa hàng.
hiện tại còn xe 2022 một vạn mốt. Vạn mốt. Phím bấm còn nguyên, bản không tắt được đèn, tay nắm cùi vẫn zin các bác nhá. Yên này cũng zin này. Đấy, xe nó zin liền lạc như thế này. Anh em chốt ngay còn không chốt. Còn lăn tăn gì không ạ? Đấy. Mua mới đắt hơn QA rất nhiều. Đời 2022, giá hôm nay em còn like 16 năm luôn. Rẻ hơn cả QA. QA những lúc này em thấy bán vẫn còn 16, 8, 17 cơ. Mà này chỉ vành nan, máy đều như nhau, đều máy 110 của Honda. Mà Way Blade còn có 16 năm thôi. Các bác chạy dịch vụ ấy, hoặc là những cái chiếc xe thời trang khỏe khoắn ấy, thì em nghĩ Way Blade hoàn toàn hợp lý đúng không ạ? Từ giá tiền nhá, 16 năm là các bác đã sở hữu những chiếc 2022. Đây anh em nhìn này, những cái phần zin này, lốp máy này, lốp bảo vệ máy này, hay là động cơ này, quay cả cái phần động cơ cho các bác xem đầu bò khô đúng không ạ? Khô nguyên cam cò chưa chỉnh. Đấy, ra máy còn mốc này, để chân này, chân trống này vẫn zin liền đời, tem này. Nhưng toàn bộ những cái phần treo đồ của chủ trước có đúng một chỗ tay em chỉ bằng gọi là đầu đũa, không đáng gì đúng không ạ? Đấy, nó zin hết luôn. Sơn zin, tay nắm cùi vẫn theo xe. Giá 16 năm. 16.500.000. 29L5 53903. Biển Từ Liêm anh em ạ. Đúng rồi. Đấy, vành đúc phanh đĩa anh em nhìn đẹp không? Trông màu đỏ đen trông. Rồi lại một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh gọn gọn của anh em cho các chị em, các bé gái đi học, đi chơi, đi làm, cho các cô những cái dòng xe lại nhỏ nhỏ đi chợ đi búa. Được. Thôi nó là hàng vừa tiền anh em ạ, dưới chục triệu. Và có nhiều màu nhá, clip vâng. Này em về đủ màu đấy ạ. Có màu đỏ, màu đen và hình như cả màu trắng nữa kèm theo. Nên là các bác nữ, các bạn trẻ cần một chiếc Honda ga nhỏ, liên hệ giúp em nhỏ, 9.500.000. Ừ. Đều ở cái mức giá dưới 10. Đấy, xe ga dưới 10 các bác hay hỏi bên em để tư vấn. Thì em muốn tư vấn các bác rất nhanh vào cái dòng click. Nó có một sự ổn định, không có FE thì nó tốn xăng một chút thôi, nhưng nó bù lại nó không hỏng vặt để lỗi phun xăng. Có anh Seven ơi, có anh ạ. 9.500.000, biển Hà Nội, click 209, 210 rồi. 9.500.000. Đúng rồi. Màu đen này, đẹp, dọn. Nó dọn thì nó không có sơn xi lại. Đây xước ở bên em vẫn để này, các bác nhìn thấy xước này. Xước vẫn để nó là mộc ạ. Không có sơn lại, gầm thì vẫn nguyên bản. Đây đây, xước theo năm tháng, tem đúng theo mười mấy năm để lại đây các bác. Có ra máy này là tỉa lâu rồi này. Cái bường lát vẫn còn, nắp hậu vẫn còn. Biển đúng thì 3 con 4. Đi Toàn. Tiết trời thu Hà Nội đang rất là đẹp anh em ạ. Hiện tại là bầu 9 trời 9.500.000 nhá. Đấy. Vâng. Nó yên bọc lại. Có một tay sách thì tỉa. Đấy, mấy thứ em làm em cũng đây, báo rồi. Đây anh em nhìn cái biển số này anh em này. Tam Hoa. Tam Hoa. Tam Hoa 3 con 4. 9.500.000 anh em ạ. À. Anh em nào mà trong Sài Gòn mà trong các tỉnh mà có thể ra Hà Nội ghé Tiết Thu Hà Nội tuyệt vời luôn anh ạ. Rồi, một trong những mùa đặc trưng đặc biệt mà lại được nhiều các anh chị em thích nhất. Ừ. Xuân thì nó lại mưa gió. Hè thì nắng nóng mà đông thì là quá lạnh. Em thấy được mỗi ra thu. Quán cà phê ngồi view đẹp. Nhưng mà bây giờ thì được ngắn lắm, chắc được một vài tháng thôi, cũng không đủ được 3-4 tháng là lại hết. Mùa thu Hà Nội tranh, mà đúng tranh thủ anh em ạ. Rồi. Anh em tranh thủ ra gì nhỉ? Bây giờ đang có xôi cốm. Đấy. Xôi cốm Hà Nội, thu cốm Hà Nội ăn thì tuyệt vời rồi. Đấy, anh em nào ra Hồ Gươm một biết lượn lờ giờ tầm này chuẩn bị mua mùa hoa sữa thơm. Vâng. Nước mũi anh em ạ, chuẩn bị đây, năm nay mấy cây nó bị tàn phá hết rồi. Vẫn có, chắc chắn rồi. Buổi chiều đúng không? Mùi hoa sữa. Hoa rất hợp lý. Thế là bác nào có dịp qua Hà Nội ở tỉnh xa, qua Hà Nội thì qua ghé luôn Hoàng Kiên em ở 52 chùa Hà nhá. 52 chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Đấy, cũng rất là gần các bến xe. Là bác chưa mua thì qua tham quan, qua giao lưu để anh em biết mặt nhau, rồi sau có dịp thì chốt online hoặc chào nhau trên online cũng dễ đúng không ạ? Rồi. Xe 2011 thì em không còn anh ạ. Còn anh Phong Thanh ạ. Tại vì những cái dòng xe đấy thì 2010, 2009, 2010, 2011 cái dòng đấy bây giờ không còn nhiều. Bọn rất em ít. Cũng không mua được ý. Vì nó còn, nó phải ngon ngon, nó chất đúng chất rồi. Thì mua để còn bán, đúng không ạ? 350 không chị, anh Hải còn Nguyễn. Còn 160 thôi anh nhá. Không còn anh ạ, 350 không còn rồi. Con này bao nhiêu rồi, ok, con này đây. Mời các bác đến 125, đời 2019. Vâng. 2019 anh em ạ, bản lét 2 tầng. Đẹp quá cơ. Hàng các bác nhìn này. Lên Sport này. Nhu cầu khách hàng rồi. 2019. Nhiều sơn. Anh em mua xe này này. Vì cái form dáng này nó lại đẹp nên là các bác hỏi rất nhiều, cũng rất nhiều các bác quan tâm đến cái form dáng. Lốp này các bác nhìn này, 3619 này. Lốp còn nguyên zin này.
lên Sport rồi, sơn này vẫn zin, xinh nhan vẫn nguyên bản, pha cũng là theo xe này. Đấy, đem FI còn này, tay phanh và cùi vẫn zin, phần sần này nét yếm gầm đều đẹp hết. Đây 2019 chuẩn là cái phần gầm này nó màu sần các bác, để chân này. Máy 125 được đầu tư Sport cả trước cả sau, cả ra máy tay sách đầy đủ hết rồi, ngon lành lên hết. Biển số anh em nhá, biển lên Sport hết rồi, biển 29Z161081 2019. 9 triệu, vâng, màu đen, 69 triệu, đẹp từ những tay bấm, phím bấm. Phím này anh em nhìn phím này. Đấy, tay nắm, tay cầm anh em nhìn, mặt đồng hồ. Đấy, nét căng luôn anh em ạ. Màu đen, đây, tiếp tục. Bên này, anh em nhìn, sần đẹp không? Sần tay cầm nguyên zin luôn. Tay phanh cũng còn nguyên zin luôn, hiện tại công tơ chạy hơn 8.000 anh em nhé. 2019-125 CBS mọi người ạ. Đúng rồi ạ, được cái là chủ đầu tư Sport nên nhìn nó rất là khỏe, nó không gọi là bản vành trắng, nhìn nó yếu hơn. Máy thì cam kết trả nguyên zin, không tai nạn, không ngập nước. Cái này thì trả góp thì anh em lại liên hệ trực tiếp, để mình trực tiếp check. Liên hệ với ngân hàng số 3, thứ 3. Bên thứ 3 để thì check xem nào anh em đang hỏi trả góp 20 triệu được không. Mình nghĩ là xe này 20 triệu thì chắc khả năng là cũng được. Máy anh nguyên zin, không liên tai nạn, để các bác có thể chốt được. 125 đời cuối cùng của đèn LED 2 tầng. Đời mới nhiều các bác lại không thích bằng đời này. Mà màu đen nó đẹp đúng không ạ? Từ cái mặt nạ này nó chuẩn 19 là nó màu xám sần các bác nhá. Hay là để chân hai bên nó cũng phải màu xám sần luôn. Bóng nó chỉ ở phần còn lại này thôi. Giá 69 triệu. Bác nào quan tâm triệu. Thì liên hệ giúp em. Biển Hà Nội 61081. Biển cũng dễ đọc dễ nhớ đúng không ạ? Novo LX nhà chị, nhà có không chị Dung ơi? Novo LX, con Novo Star 6 nhà mình còn không nhỉ? Còn biển 72 thôi ạ. Em còn chiếc Novo biển 72 em anh nhá. Em cho thuê thì con đấy ok mà, biển tỉnh quan trọng gì đúng không? Đúng nếu rồi. Mà cho thuê thì giá tiền nó hợp lý. Em cho thuê thì ok mà. Vâng, con này 69 triệu 125 bản CBS đời 2019. Rồi tiếp theo một chiếc nhập khẩu anh em nhá, một chiếc nhập khẩu cà phê. Đấy. Nhắc đến nhập khẩu mà ra cái màu cà phê thì các bác cũng phải biết nó là đứng top đầu rồi, những năm 2008-09. Hàng đắt và chất nhất. Máy 150 nhá. Cà phê là máy 150. Chắc là giảm mỗi tháng tầm khoảng vài triệu thôi em ạ. Tại vì là anh em không... có thể xem. Do mình trả theo năm ấy. Cái hát nâu đây, cái hát nhập khẩu màu cà phê đây, xem là nó là 150 hay 125. 150 chị ạ. 2008 đúng rồi. Cái hát 2008 2009. 51 triệu từ những cái sinh nhan này, nhựa này đều là nhựa nguyên bản theo xe nhá. Em chia sẻ có xước nên bên em sờ ba sơn thi thôi, chứ còn nhựa là nhựa chuẩn. Những cái cá lẫy này các bác có thể xem, ráp một miếng nhựa khác vào nó sẽ hở, nó không khít được như này đâu ạ. Tất cả luôn anh em nhớ cho em, đồ là đồ xịn, nhập khẩu Ý nguyên chiếc từ vành. Em có thể chỉ các bác xem cái vành, nó là made in Italia luôn đấy, đều là vành Honda made in Italia. Càng đĩa đều chuẩn, nhập khẩu củ phanh cũng vậy. Hàng nhập khẩu Ý từ năm 2008 mà. Đồ sần cũng zin nhá, nhưng mà bên em sơn, tức là nguyên bản là đồ nó xịn nó xuống thì có sửa lại thôi. Để chân này đấy, vẫn còn sơn xi đằng sau này là còn nguyên bản luôn đấy ạ. Cái củ láp nhìn vẫn rất là đẹp. 2008. Rồi. 150. 150. 51 triệu. Các bác nào quan tâm đến nhập khẩu cà phê và đặc biệt là cái bản máy 150 cà phê Hà Nội này thì luôn luôn được các bác chọn rất nhiều. Màu nó đẹp, nó là một trong những mẫu xe ở năm 2008, 09, 10. Em thấy một và thời những năm sau, nổi lửa anh em ạ. Đúng rồi. Một thời gọi là rực lửa, mua được có nhiều tiền, có nhiều của mới mua được những dòng này đấy ạ. Máy cực kỳ sướng luôn. Đều đã được kiểm tra nhé, dọn dẹp ngon lành hết này. Cái đồ sần này các bác nhìn này, nguyên bản này, các cái đồ tay khung này, zin hết này. Đấy, các cái ốc này đều là xịn nguyên bản hết đấy nhá anh em nhá. Yên xương này cũng là chuẩn của nhập khẩu hết. Hàng nắp hậu, sinh nhan hay pha, mặt bạ nạ, bản đồng hồ đều là hàng nguyên xe hết. Nên là bác nào chơi nhập khẩu thì hãy liên hệ. Có trực những tiếp chiếc rẻ, nhưng đồ nó không được đều và chất. Máy thì ngon miễn bản anh em. Nó bốc lắm. Giá các bác nào quan tâm là 51 triệu nhập khẩu 150 2008. Vâng. À, Dũng Yến đang hỏi là giá bao nhiêu con Novo đấy à? Con Novo đấy 2016 chắc là nó rơi vào tầm khoảng 13-14 triệu gì đấy. Đây em xem căn bản chiếc Novo biển 72 thì bên em chưa dọn dẹp xong. Đấy nên là khi đã xong hoàn thiện rồi thì em sẽ báo chính xác. Còn hiện tại chưa dọn thì báo cho các bác là 13-8. Có hát nhạc đấy là sao nhỉ anh Phạm Minh Anh, Phạm Minh An. Em kiểm tra luôn hay con
Novo là 13.8 chị ạ. 13.8 à? 13.8 được không Dũng Yến ơi? Con đấy thực ra là biển tỉnh thì chị nghĩ là không quan trọng đâu, bọn em cho thuê để đơn giản mà. Thuê thì cứ biển nào chẳng đi được. Đúng rồi. Quan trọng cứ là chất, là được. Chất lượng xe. Giá yêu thương này càng tốt. Rồi, một chiếc nhập khẩu vừa rồi rồi. Đây, bản này bản 2 đĩa. Rồi. Vâng, 2010 cho em. Màu trắng mọi người nhá. Trong những mẫu nhập khẩu thì nhiều khách hàng và nhiều khách có nhu cầu chọn độ nhập lấy form này nhiều nhất. Chứ không ai người ta độ lên form cà phê mấy. Đấy, vì form này được đánh giá là đẹp, nó cân cả xe các bác ạ. Từ mặt nạ, từ phần nhựa đầu, nhựa đuôi nhìn nó cân và nó đẹp đều. Đấy, mẫu SH đẹp nhất, mẫu SH nhập khẩu đẹp nhất là mẫu này. Bản này có cả đĩa phanh trước và đĩa phanh sau. Đấy, anh em nhìn để chân này khít đúng không ạ? Cái đồ sần này là vẫn còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, ra máy này, theo năm tháng nó rô một chút thôi. Bường láp vẫn rất là đẹp. Biển đúng đời đúng biển luôn. 30K97269, 30K67269. Hôm nọ em cũng báo giá chiếc này rồi. Hôm nay chắc là thôi để anh em nào quan tâm thì lùi xuống 70 thôi. 70 triệu. Đấy, bác nào quan tâm thì chốt nhanh giúp em chiếc nhập khẩu 70. 125 nhá. Chiếc này là 125, bản có đĩa sau và đĩa cả đằng trước. Bô này các bác nhìn này, các cái tán này. Đấy, các cái tán vẫn còn nguyên này. Máy đang nổ này, cái đồ sần này vẫn zin này. Cái độ khít của tất cả các cái cá lẫy nhựa các bác nhìn khít đúng không ạ? Rất đẹp và đều. Tay nắm này vẫn còn nguyên bản. Mặt nạ, mặt kính này vẫn còn zin. Đồng hồ vẫn là chuẩn luôn. Từ cái núm các bác nhìn nhé, một núm cao, một núm thấp đấy, chuẩn của nhập khẩu, nó rất đặc trưng luôn. Anh muốn mua hay là anh bán anh? 70 triệu, 70 vâng. triệu thôi. 2010. 2010 bản 25. 2 phanh đĩa. Đúng rồi. Màu trắng anh em nhé. SH 2023 CVS mà 160 biển Hà Nội, anh muốn mua hay là anh muốn bán ạ? 160 biển Hà Nội thì anh em phải xác định cho em là tầm khoảng trên 90 triệu. Đúng anh em nhá, trên 90. Thì anh em mới mua được 160, còn anh em mua biển tỉnh thì tầm khoảng 90 lùi. Đấy, có con tầm khoảng hôm nay em bán ra là 89 triệu. 89 triệu 500 là biển tỉnh. Nhà xe mình ở đâu vậy chị? Anh xe mình hiện tại là địa chỉ trụ sở chính bên mình là 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nhá anh em nhá. Anh em có thể vào website bên xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà. Và anh em vào bên page bên mình có hai cái page chính, một page màu đỏ và một page màu xanh. Xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà. Đấy, anh em có sẽ có Google, anh em chạy từ tỉnh lên đây được. Hoặc anh em vùng lân cận gần đây thì mình có Google, anh em cứ trực tiếp đến cửa hàng xem xe và mình tham khảo thêm giá thị trường cũng được anh em ạ. Tại vì riêng giá của Hoàng Kiên đưa ra là giá thứ nhất là phải là giá đạt chuẩn, chính xác. Đấy. Thứ hai là sản phẩm là phải sản phẩm uy tín và đúng chất rồi. Lượng đưa bảo ra. Hành kèm theo từ chất lượng cho đến còn giá thành, các anh em có thể yên tâm. Vâng, 2017 125 em kiểm tra rồi, hàng rất hợp lý về cái giá tiền cộng với chất lượng thì các bác có thể xem. Một lớp sơn zin đen nhánh luôn đúng không ạ? Đen họ đầu tư sport lâm ra lên sport đen cực đẹp luôn, đen các bác nhìn gọi là đen huyền bí luôn. Vâng, chả lộ ra cái trắng. Theo em cái này sơn đen lốt nhìn nó lại càng đẹp nữa, nhìn cho là một màu đen luôn. Không được anh em ạ, mà máy còn zin không, cơ còn. Cơ còn đấy nhá, chiếc 70 triệu cơ còn. Đầu thì chỉnh, đấy thì về nhập khẩu. Đúng còn rồi. Việt Nam thì báo luôn các bác, động cơ nguyên zin, không tai nạn, không ngập nước, biển phố. Giá thành cũng là giá mới 125 2017 giá 60 triệu. Bất ngờ thật, giá này bây giờ các bác mua được lết 150 160 thôi. Nếu mà lấy sang SH là các bác chơi luôn cho em bản này cũng được, cần gì phải đi Blade đúng không ạ? Máy SH là một trong những máy nó khỏe, nó tốt nhất trong những dòng Honda. Nét 2 tầng. Rồi. Đúng rồi. Tuy nó nặng tới tận 139 cân về SH đấy, nhưng mà để chạy, để lái với động cơ 125 nó vẫn đạt khỏe, đạt bốc, đạt đầm máy cực kỳ tốt. Nên là máy SH gần như là máy top trong giá máy. Giá sao ạ? Anh 60 triệu. Bé đạt QT à? Có 60 triệu đồng đây anh em nhé, 2017 bản nét 2 tầng này mọi người này. Màu xanh đã được lên vành, lên càng, lên tay sách, lên da máy. Đúng lên rồi. Sport anh em ạ, lên màu đen anh em nhìn thấy màu đen trông kiểu là kiểu hầm hố, kiểu đẹp anh em ạ. Lên vành, lên càng, lên tay sách. Đó, để cho anh em có 60 triệu thôi mọi người nhá. Vâng. Vẫn cam kết bảo hành về chất lượng, về an ninh cho anh em. Vâng. 125 2021 giá sao? Trên 60. Tầm 65. Anh xác định tầm 65 là anh có được rồi nhá. Là có xe rồi. Đúng rồi. À, bao nhiêu? 60 triệu nha anh Nguyễn Tiến Hưng nhá, 60 triệu một chiếc xe này 2017. Vâng ạ. Quay cho anh xem AB Nguyễn Sơn, lúc nãy em quay rồi mà nhỉ? Vâng, có em quay con 2023 vừa xong đấy, màu xanh.
giá 38 38 triệu 500. Màu hàng rất đẹp đấy anh ạ. Anh Nguyễn Sơn nhá, em quay rồi, chắc lúc đấy anh ao ra anh không xem sao ấy. Có trả góp em nhá, có trả góp luôn. Tôi để đọc thêm vài cái comment của anh em. Hiện tại xe bên em rất là nhiều. Anh Dũng Yến muốn xem 5 chiếc Novo lới. Hiện tại thì em đang không còn luôn anh ạ. Chắc là để em xem chị còn mấy chiếc đã. Chị muốn lấy 5 chiếc máy gì, lấy mỗi cái thôi. Nhà nhà chị còn mỗi cái con Novo 6 đời 2016 thôi em ơi. Đấy, duy nhất bầu ra đây dòng dòng đấy bây giờ ngày trước ấy. Chị nhớ là có một đợt là anh em gom đi bán đi ở Ấn Độ. Những dòng xe đấy toàn chuyển đi Ấn Độ thôi. Novo 6, Novo 5, Novo 6 ấy. Nếu mà anh em lấy Novo lấy thì còn một chiếc hơn 4 triệu, 4 triệu rưỡi thôi. Không, Dũng Yến này là lấy Novo 6 lấy vô Novo để cho khách thuê. Mà rồi mới lấy mấy con Vision bên mình rồi đấy. Thế nên làm ra anh em chọn những cái dòng xe nó đẹp đẹp anh em cho thuê thoải mái luôn, chả phải cần sửa chữa gì cả. Các ông cứ đi ngon là các ông phải trả tiền cao, nhiều đúng không ạ? SH rất là nhiều anh chị em nhé, chắc là cũng muộn muộn rồi. Vâng. Cho phép shop có ship không? Có anh có ơi. Anh nhá. Vâng. Anh cứ inbox trực tiếp qua số hotline bên em. Anh em có thể để gửi hình ảnh cụ thể cho anh em luôn mọi người nhá. Quay phim đi. Em có SH màu trắng, 125 Sport chạy 2000 cây, giờ bán được bao nhiêu? Đời bao nhiêu anh Tuấn Tú Mobi ơi? Quay Dream. Quay Dream anh em lại bảo quay phim đi. Đấy thì chắc là hẹn anh em vào buổi live ngày hôm sau. Hôm sau nhá anh em nhá. Vẫn còn rất nhiều trong nhà. Nhà năm hai em còn trên dưới 20 chiếc Dream cơ. Tại vì sáng thì cũng live tương đối nhiều Dream rồi đấy. Anh em có thể vào. Phải còn những chiếc khác để lên để anh em và các chị em có cần để xem được không ạ? Em có SH màu trắng 125 Sport chạy 2000 cây, giờ bán được bao nhiêu? Năm nào? 2024. Rất mới, rất đẹp. Tiền gì để anh em cố cho mình trên 70. Vâng. Hà Nội. Dưới 7 đối với tỉnh anh em nhé. Vâng. Anh Tuấn Tú nhá, Mobi rồi. Anh Tuấn Tú Mobi. Trên 70 biển Hà Nội, dưới 70. Đúng rồi. Xe biển tỉnh giúp em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chắc là cũng muộn rồi. Chào phép em và đồng nghiệp xin phép xuống live. Hẹn anh em vào buổi live ngày hôm sau. Tại vì tất cả những dòng xe hiện tại bên xe máy Hoàng Kiên đưa ra thị trường đều phải là uy tín và chất lượng, có bảo hành anh em nhé. Nên anh em cứ yên tâm mà mua của Hoàng Kiên, đặt cọc cũng được. Đúng hiện tại là đặt cọc bên em thì mọi người bên em có thể hỗ trợ gửi đến tất cả các tỉnh cho anh em luôn. Mọi người không cần phải đi đâu ạ. Mọi người xem bên em 1 năm, 2 năm, 1 tháng, vài tháng thì anh em biết rồi. Xe máy Hoàng Kiên làm lúc nào cũng phải là uy tín và chất lượng. Ngày nào cũng phải có 2 ca, 1 ca live sáng và 1 ca live chiều. Sáng thì là 10 giờ 30 phút, hơn 10 giờ một tí. Chiều thì là 4 giờ 30 phút. Anh em theo dõi Hoàng Kiên, anh em cứ inbox trực tiếp của anh em vào follow bên em. Mọi người có thể tham khảo thêm các dòng xe bên em. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người nhá. Xin chào mọi người. Bye bye mọi người. Mày không tắt cho chị gì cả.